Bài học tiếp theo là rượu liqueur hay còn gọi là rượu mùi. Rượu liqueur là một loại rượu mạnh kết hợp với hương vị hoa quả, dễ cây, tạo ra một mùi thơm đặc trưng, một màu sắc đặc trưng có vị ngọt, được chia thành 5 nhóm. Nhóm đầu tiên là nhóm thảo mộc. Galliano, thơm mùi kẹo. Rambouillet. Rem de mangrin, thì ở đây có rem de mangrin và rem de mangguai, tất cả đều thơm mùi bạc hà. Nhóm thứ hai là nhóm cam chanh. Chipuset. Lu Curaçao. Còn châu, viên chai rượu còn châu nó gọi là rượu mạnh mùi tại nồng độ từ 40 độ trở lên. Ngoài ra còn có các rượu trong nhóm cam chanh như là Oran Curacao, Nhen Mặt Nhê. Nhóm tiếp theo là nhóm hạt. Calua, thơm mùi cà phê. Rượu Amaretto, có mùi hạnh nhân. Rượu Samuca, có mùi hồi. Ngoài ra còn các loại rượu khác như là rem de cacao white, rem de cacao rau có mùi cacao. Nhóm tiếp theo là nhóm rượu mùi làm từ trái cây như là apricot trendy có mùi mơ. Midori có mùi dưa. Malibu có mùi dừa. Cherry Randy có mùi quả đào. Và nhóm cuối cùng là một nhóm rượu đặc biệt, đó như là chai rượu Barley có mùi cà phê sữa. Bài học tới đây kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học ngày hôm sau.